Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trước tiên là những thông tin về thể thao phong trào tại các địa phương đơn vị trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, huyện Văn Giang tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ năm 2020. Giải có trên 100 vận động viên đến từ 11 đội bóng đại diện cho hội phụ nữ các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các đội thi đấu được chia làm 3 bảng, đấu vòng tròn tính điểm chọn ra 4 đội mạnh nhất thi đấu bán kết. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội bóng xã Xuân Quan, giải nhì xã Phụng Công và đồng giải ba là xã Liên Nghĩa và Long Hưng. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao các giải khác cho đội có thành tích xuất sắc. Cứ mỗi buổi chiều hàng ngày, các chị em trong câu lạc bộ của chi hội phụ nữ thôn Yên Đô, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ lại dành thời gian tham gia bóng chuyền hơi tại sân bãi của nhà văn hóa thôn. Đây là môn thể thao phù hợp với nhiều người, nhất là chị em phụ nữ nên đã thu hút được nhiều chị em tham gia từ 30 đến 70 tuổi. Ngoài ra, chi hội cũng tự bỏ kinh phí lắp đặt đèn chiếu sáng, lưới, bóng hơi và mái che cho cổ động viên tới cổ vũ, vừa giúp trẻ em nâng cao được kỹ năng chơi bóng và đem lại một sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao sức khỏe. Những năm qua, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm việc phát triển phong trào thể dục thể thao trong cán bộ y bác sĩ. Bệnh viện đã xây dựng một nhà chơi cầu lông và một sân bóng đá. Hàng ngày ở các sân thể thao thu hút hàng chục người tham gia tập luyện. Bệnh viện cũng thành lập các câu lạc bộ thể thao là bóng đá nam, nữ, cầu lông hoạt động sôi nổi. Thông qua phong trào chơi thể thao đã giúp các y bác sĩ rèn luyện sức khỏe và tăng thêm tình đoàn kết trong cơ quan. Ngày 4 tháng 12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức khai mạc giải bóng đá U10 tỉnh Hưng Yên. Tham gia giải có 9 đội bóng đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các đội chia bảng thi đấu theo thể thức futsal bóng đá 5 người. Đây là giải bóng đá phong trào được tổ chức thường niên nhằm nâng cao thể lực cho học sinh, đồng thời phát hiện bồi dưỡng tài năng bóng đá trẻ tham dự đội tuyển bóng đá U11 tỉnh. Giải sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 12. Để đáp ứng nhu cầu tập môn bóng đá của trẻ em và thanh thiếu niên tại địa phương, phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào vừa đầu tư xây dựng sân bóng trung tâm phường. Công trình có diện tích trên 5.000 m², có tường bao xung quanh, trẻ em trong phường rất hào hứng đá bóng tại đây. Công trình sân bóng phường Phan Đình Phùng đi vào hoạt động không những hoàn thiện thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn phường mà còn là điểm vui chơi thể thao cộng đồng bổ ích dành cho những người yêu thích và thường xuyên tập luyện môn bóng đá tại địa phương, góp phần khích lệ thể thao quần chúng. Đối với người cao tuổi, các chức năng không còn linh hoạt so với người trẻ tuổi. Do đó, việc lựa chọn môn thể thao yoga để tập luyện là một lựa chọn phù hợp vì nó đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bà Vũ Thị Thùy Đông là chủ tịch hội người cao tuổi thành phố Hưng Yên. Trước đây bà bị bệnh viêm đa khớp dạng thấp, giãn dây chằng xương hông nhiều năm không chữa khỏi. Cuộc sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Bà biết đến yoga và bắt đầu đi học và tập luyện từ năm 2014 đến nay. Qua 6 năm tập luyện yoga, giờ sức khỏe của bà đã cải thiện rất nhiều, chất lượng cuộc sống được tăng lên rõ rệt. Khi mà đến với bộ môn yoga thì mình càng ngày mình càng cảm nhận lấy đam mê quá, bởi vì nó có lợi ích rất lớn đối với sức khỏe. Mình cho đây là một trong những cái bộ môn thể dục khoa học mà người cao tuổi cần phải được tiếp cận. Từ trải nghiệm của bản thân, nhận thấy lợi ích từ yoga mang lại nên bà Đông đã tổ chức nhiều lớp truyền dạy cho các hội viên người cao tuổi và một số người dân trên địa bàn thành phố cùng tham gia tập luyện. Hiện bà có gần 100 người theo tập luyện thường xuyên bộ môn này, 50% là người cao tuổi. Ngoài ra, bà còn mở một lớp cho hội viên tại xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Tôi đi tập yoga thì đến nay phải hơn 3 năm rồi. Từ trước thì là tôi thấy nó người nó hay mệt và lưng nó lại còn hơi gù gù. Thế ngồi thì là nó cũng ngồi một lúc là đau lưng. Nhưng mà từ khi mà tôi đi tập yoga ấy, thì thấy là người nó rất đến bây giờ là người nó khỏe, ngồi lâu không bao giờ bị đau lưng nữa, và thứ hai nữa là lưng lại thẳng và sức khỏe để ăn ngon ngủ ngon. Trước bản thân tôi rất nhiều bệnh, 4 lần lên bàn mổ. Khi đến yoga thì buổi đầu tiên tôi tập về tôi thấy thích quá, từ hôm sau là đến liên tục và tập thì tôi cải thiện rất nhiều, chân tay đỡ tê, các cái bệnh do hậu quả của mổ thì bây giờ cũng đã gần như là phải khỏi được 80%. Tập luyện yoga thường xuyên rất tốt cho sức khỏe mỗi người, đặc biệt là với người cao tuổi. Yoga giúp tăng cường sức khỏe cũng như góp phần cải thiện những vấn đề về sức khỏe hay gặp phải ở người cao tuổi, giúp người cao tuổi luôn sống vui, sống khỏe. Nhẹ nhàng xoay thẳng chân phải, hóp bụng. Tới đây thì bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. 100% dây chuyền công nghệ đồng bộ từ châu Âu.
ống nhựa Strowman, chuyên gia ống trong tường,